chẳng bao giờ có chuyện không tu hành mà muốn thành Phật. Vô minh tức là không hiểu biết, căn bản của vô minh là ái dục. Quý vị chớ nghĩ rằng mình gặp cảnh giới gì rồi cho rằng đó là tốt. Có cảnh giới nhưng quý vị không nhận biết nó rõ ràng thì sẽ rước ma vào đấy. Bất luận là quý vị thấy việc gì, đừng nên bị cảnh ấy lay chuyển, đừng nên chạy theo cảnh giới ấy. Phải làm sao? Phải xem nó như không. Gặp cảnh giới và không gặp cảnh giới, tâm quý vị đều phải như nhau, không vui mừng và cũng không ghét bỏ. Đa số người đời chỉ ăn rồi chờ chết, lãng phí thời giờ. Ai cũng vậy, sáng sớm ngủ dậy là bận rộn này nọ cho tới tối, rồi lên giường ngủ, đâu cũng chỉ vì ba miếng cơm mà bôn ba. Nếu sống như cục thịt biết đi, chẳng có chút giá trị ý nghĩa gì, thì sống và chết có gì khác biệt? Bởi do con người có tâm sân nên mới có hỏa tai, nạn cháy. Có tâm tham nên mới có thủy tai, nạn lũ lụt. Có tâm si thì mới có phong tai, nạn gió bão. Ba tai nạn này vốn do ba độc tham sân si mà ra. Chúng ta ai ai cũng có đủ ba độc trong tâm. Nếu tâm ấy một ngày một lớn mạnh thì tới một lúc nào đó nó sẽ tạo thành đại tai nạn. Bên ngoài có máy vi tính computer, bên trong tự tánh chúng ta cũng có máy vi tính, gọi là thần não, thánh não hay Phật não, cũng tức là đại trí tuệ. Tuy khoa học tiến bộ, song phương hướng của nó là hướng ngoại, nên càng truy tìm chân lý thì càng xa rời chân lý. Các vị khoa học gia chỉ dụng công ở ngoài da, do vậy dường như có điều sở đắc, nhưng kỳ thật thì đã quên mất trí huệ bổn hữu vốn có của họ, do đó là bỏ gốc theo ngọn. Lúc tu đạo không cần mình phải dùng sức mạnh để đối phó với chướng ngại. Nếu quý vị chân thành thì tự nhiên mọi chuyện sẽ giải quyết êm đẹp. Không thể tu pháp xuất thế, lại chẳng chịu buông bỏ pháp thế gian. Hai chân bước lên hai chiếc thuyền, một thuyền đi giang bắc, một thuyền đi giang nam, đó là chuyện không thể làm đặng. Nếu muốn tiêu trừ cái độc trong thế giới thì mọi người phải ăn chay không ăn thịt. Cái chấp trước đó không phải nói rằng tôi không chấp trước, lúc mà không có việc gì xảy ra là được. Đây là xem coi lúc có việc cảnh giới tới thì quý vị sẽ ra sao. Lúc không có việc gì, quý vị không có phiền não thì đó chưa phải là thiệt. Phải chờ đến lúc cảnh giới tới, nếu quý vị nhận thức được nó thì đó mới là đáng kể. Người học Phật chúng ta cần thiết phải thâm nhập kinh tạng thì mới có trí huệ rộng lớn như biển. Không thâm nhập kinh tạng thì trí huệ không sao rộng lớn như biển. Không thâm nhập kinh tạng thì cái gì sẽ như biển? Phiền não của quý vị sẽ rộng như biển, chấp trước của quý vị cũng sẽ sâu như biển, tà kiến của quý vị đầy như biển. Do đó việc đọc tụng kinh điển Đại Thừa thật trọng yếu vô cùng. Người xưa nói vạn ác dâm đứng đầu, đó là đường chết không thể đi. Quý vị làm chuyện dâm dục thì cũng như đi vào đường chết. Đừng cho việc thiện nhỏ mà không làm, đừng cho việc ác nhỏ mà làm. Việc tốt dù nhỏ đến đâu mình cũng phải làm, việc xấu tuy là nhỏ song mình chớ làm nó. Tu hành thì phải nhẫn khổ, không tranh, không tham, không truy cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Đó là việc vốn rất dễ làm,
và chẳng ai cưỡng bách quý vị làm cả. Nhưng bởi vì quý vị không chịu làm nên nghịch cảnh mới tới. Nghịch cảnh đó là việc tranh giành, việc tham lam truy cầu, ích kỷ tư lợi dối trá. Từ đó mới có tai nạn ngang ngược. Khi gặp nghịch cảnh thì quý vị chịu không nổi. Vậy khi quý vị dối trá, sao quý vị chẳng cảm giác là chịu không nổi chứ? Giới tức là cử tâm động niệm. Quý vị không được khởi sinh niệm xấu ác nào. Định tức là thành tích của sự tu giới. Nếu quý vị trì giới thì lâu dần sẽ có định lực. Định lực tiếng Phạn gọi là Samadhi hay Tam Muội, nghĩa là chánh định hay chánh thọ. Chánh định thì khác với tà định, chánh thọ thì cũng khác với tà thọ. Chánh định chánh thọ thì mới hợp với chánh pháp, còn tà định và tà thọ thì không phù hợp với chánh pháp. Do đó, do định phát huệ, có trí huệ, mình mới nhận thức được Phật pháp. Nhận thức được Phật pháp rồi thì mới có thể thành Phật. Do vậy tu giới định tuệ là điều kiện tối căn bản để thành Phật. Vì sao thế giới này càng ngày càng tệ hại? Bởi vì người ta ai cũng tranh. Đây bao gồm tranh danh, tranh lợi, tranh quyền hành, tranh địa vị. Nghiêm trọng nhất là tranh sắc. Quý vị xem, chư vị đại đức cao tăng từ ngàn xưa đều từ trong khổ hạnh mà tu hành đắc đạo. Quý vị đọc hết bộ Đại Tạng cũng tìm không ra một vị nào do hưởng thụ hay lợi dưỡng mà khai ngộ cả. Nếu quý vị có thể thanh tịnh tam nghiệp thân khẩu ý thì niệm Phật giống như bỏ viên ngọc làm lắng bùng vào trong nước đục. Nước đục không thể nào chẳng lắng trong. Nhưng khi tiêm niệm Phật vào tâm loạn thì tâm ấy vốn đầy dẫy vọng niệm cũng sẽ từ từ theo tiếng niệm Phật mà biến hóa thành duy nhất một tiếng niệm Phật. Đối với ma, quý vị không nên có tâm xem nó là thù địch, mà phải xem nó là vị thiện tri thức giúp quý vị tu hành. Học Phật thì phải đem chân tâm ra mà học. Nhất cử nhất động, mỗi lời nói việc làm đều phải theo hướng về điều chân thật. Nhiều đời nhiều kiếp mình tạo nghiệp khác nhau nên vọng tưởng cũng không giống nhau. Nghiệp nặng thì vọng tưởng nhiều, nghiệp nhẹ thì vọng tưởng ít. Đó là tỷ lệ giữa nghiệp và vọng tưởng. Trong chùa mình phải tiết kiệm tất cả mọi thứ, rằng thương tiếc vật của thường trụ chùa như bảo vệ con mắt mình. Không yêu không ghét là trung đạo. Tu đạo là tu cái gì? Chính là tu trung đạo. Đối với ai mình cũng đối xử bình đẳng, từ bi rộng lượng. Nhưng quý vị phải cẩn thận trong hành động, đừng để lọt vào lưới tình rõ ái. Nơi tâm của mình thì kẻ khác hiện diện tha tại, mà không phải là mình hiện diện tự tại. Vì kẻ khác ở nên dù mình có tại đó nhưng tâm mình không ở tại đó. Người tu phải làm sao khôi phục trở lại cái không, nghĩa là mình phải phản bổn hoàn nguyên để viên mãn bản tánh, là đại quang minh tạng, là trí huệ tròn đầy như kính, đại viên kính trí, không có gì thiếu sót. Thế nào là động đất? Tức là sự phát động của lòng dục vọng. Không động đất tức là niết bàn. Có người nói tâm tôi già rồi mà không biết tâm này là tâm sanh ra do sự tương giao của căn giác quan với trần cảnh bên ngoài, chứ không phải là cái chân tâm thường trụ viên minh tịch chiếu. Nếu quý vị thật sự thương yêu chúng sanh, bỏ mình giúp người thì dù có tuổi tác cao niên tới đâu cũng biến thành trẻ trung vui tươi. Ở bất kỳ trường hợp nào, người tu cũng phải biết ẩn giấu tài năng,
chớ ham nổi bật. Làm vẻ ta đây hay giỏi để người khác thấy. Có chấp trước thì đó là nhân tâm, không chấp trước thì mới là đạo tâm. Mắt quán tưởng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở trước mặt, ngàn mắt nhìn mình ngàn tay bảo vệ. Tai nghe danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát vào tận trong tâm, miệng niệm tên Ngài rõ ràng từng chữ, mà ghi nhớ cũng rõ ràng nơi sáu căn: tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý. Quý vị đều phải niệm Đức Quán Thế Âm. Không có công đức thì khi chết sẽ rất đau khổ. Tu thì không được đeo mặt nạ, ngồi treo đầu dê, nhưng trong lại bán thịt chó, làm những chuyện không đúng đạo lý. Tu thì phải chân thật, bước cho chắc chắn, thật sự dũng công tu trì. Chú Đại Bi và Bồ Tát Quán Thế Âm là hai mà không phải hai, không hai mà là hai, không thể tách rời hai thứ ấy được. Tôi hy vọng quý vị thiện tri thức hãy thành tâm trì chú Đại Bi, thì tai nạn tất nhiên sẽ được tiêu trừ. Tu thì không được rao bán việc tu của mình, cũng không được quảng cáo mình. Một khi rao bán việc tu hành, tức sẽ bị ma nhập ngay. Phật và ma thì chỉ cách nhau một niệm. Phật có lòng từ bi, còn ma thì có lòng háo thắng hơn thua. Thiên địa sinh ra từ trung đạo, chư Phật Bồ Tát La Hán cũng sinh ra từ trung đạo. Trung đạo là mẹ chung cho Phật và chư thánh hiền. Cho nên không nghiêng về không, không nghiêng về có, cứ miên mật như vậy mà tu pháp trung đạo, tham thiền, ngồi lắng nghe lòng, đều là tiếng pháp trung đạo. Nếu luận theo hình tướng thì trung đạo là số một, nếu luận về vô hình tướng thì trung đạo là số không. Số không chính là trung đạo liễu nghĩa. Tu hành thì phải trầm lặng, yên tĩnh, không phiền não, không cống cao ngã mạn. Người học Phật phải phát dương Phật giáo ngày thêm rạng rỡ. Vậy phải làm sao? Việc đầu tiên là cần phải có phẩm hạnh đạo đức, tâm lượng rộng lớn trùm khắp không gian, bao la như pháp giới. Vì sao nói nếu tâm quý vị không có quỷ thì con quỷ bên ngoài chẳng thể hại quý vị? Có quỷ bên ngoài là do tâm quý vị có quỷ. Trong tâm quý vị không có quỷ thì con quỷ bên ngoài sẽ không tới. Con quỷ bên trong gồm có năm loại: tham lam, sân giận, si mê, kêu mạn, nghi ngờ. Tham sân si mạn nghi cũng là năm thứ: thù hằn, oán ghét, áo não, tức giận, phiền muộn, hận oán, não nộ phiền. Chúng ta không chịu phát khởi trí huệ vốn có của mình, mà ngày ngày cứ dùng sức mạnh của vô minh phiền não, hãy động một chút là phát nổi lửa giận lên. Nếu nói lửa vô minh là ông thần cọp, nóng giận là do gốc của nghiệp tội kiếp trước. Không có nghiệp tội thì sẽ không có lửa vô minh. Lửa vô minh mà bộc phát thì tham sân si đều tới đủ. Quý vị thử hồi quan tự chiếu xem mình có đúng như vậy không. Vô minh có hai kẻ đồng lõa giúp sức kết thành một băng đảng, cuối cùng chúng là ai? Một là tham ăn uống, hai là tham sắc dục. Một cái tham ăn tham uống, một cái háo sắc tham dâm. Hai cái này giúp cho vô minh làm đủ mọi chuyện xấu xa, tới chỗ chẳng cầu sẽ hết lo, biết chuyện càng ít bớt phiền não. Vô luận đối diện với bất kỳ cảnh giới nào, quý vị cũng phải có thái độ có cũng như không, thật cũng như giả. Phải nhớ đừng nên được chút ít rồi cho là đủ, nhận cái giả cho là thiệt. Ăn uống thì trợ giúp cho dục vọng thì trợ giúp cho vô minh. Bồ Tát sợ nhân, không sợ quả.
phàm phu sợ quả không sợ nhân. Khi Bồ Tát trong lúc tu nhân thì Ngài vô cùng cẩn thận, một chút cũng chẳng làm càn, nên quả báo tới thì Ngài không sợ hãi. Còn kẻ phàm phu thì ngu si, vì bình thường lúc gieo nhân, sát sanh, trộm cắp, dâm loạn, dối trá, rượu chè, cờ bạc, hút sách, ma túy, đều dám nghĩ dám làm, chẳng sợ gì cả. Nhưng đến lúc thọ quả báo thì mới than khổ không thôi. Trên đời bất luận là ăn cơm, mặc áo, ngủ nghỉ, đều biểu hiện Phật Pháp. Tiếc là chúng ta không biết áp dụng học hỏi Phật Pháp trong sinh hoạt hàng ngày, mà cứ hướng ngoại tìm kiếm. Thế nào là người ngoại đạo? Chính là kẻ tìm cầu Pháp ở ngoài tâm. Mọi người nhớ không thể tự hủy hoại thân mình mà cam chịu đọa lạc. Bất luận là mình phạm giới ở nơi thân như sát đạo dâm, hoặc phạm giới nơi lời nói như nói dối, nói hai lưỡi, nói theo dệt, nói lời thô ác, hoặc phạm giới nơi ý như tham sân si, mình phải thành tâm sám hối. Nếu không thì mình sẽ đọa vào bùn lầy, lúng càng sâu. Nghiệp tội càng làm càng thêm nghiêm trọng. Lúc đó mình sẽ bị đè đến nghẹt thở, chẳng sao trốn thoát. Quý vị nên biết mình sống trên đời chẳng khác gì cá nằm trong vũng nước cạn. Chẳng bao lâu thì ô hô thương thay, nước sẽ cạn khô. Từ vô lượng kiếp tới ngày nay, mình còn không biết tu hành. Sanh ra rồi chết, chết rồi lại sanh, thật đau lòng thay. Tại sao cho đến ngày nay mình còn chần chờ mà chưa chịu tu hành? Ái dục chính là sanh tử, sanh tử là lòng ái dục, ái dục là gốc của sanh tử. Nếu không trừ bỏ lòng ái dục vô minh thì lúc ráo không thể nào thoát khỏi biển ái sanh tử. Vì sao có việc không kiết tường? Vì trong tâm không kiết tường. Một khi quý vị trồng nhân xấu thì sẽ gặt quả xấu. Nếu mình có thể sửa lỗi làm lành thì có thể biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Do đó mà thấy vận mạng có thể thay đổi, nó hoàn toàn nằm trong tay mình. Nên nói đại thiện đại ác thì siêu xuất khỏi số mạng. Không thể có chuyện là chẳng đoạn trừ lòng dâm mà muốn thành Phật. Trong thiên hạ không có đạo lý này. Đa số người đời ngày nay đều ham thích cầu mây, thích đi ngã tắt. Nên khi nghe nói Pháp huyền diệu thì liền bị mê hoặc, rồi rơi vào lưới ma. Đến lúc chết mà họ vẫn cho là có Pháp bí mật. Mật bí mật đến độ phải rơi vào địa ngục. Tu hành phải tu tới mức tâm trong trắng như trẻ sơ sinh, chẳng vương vấn một chuyện gì, là giống như trẻ thơ. Mình phải phản lão hoàn đồng. Nhưng phản lão hoàn đồng đây không phải là bắt quý vị trở lại thời bú sữa, mà là bảo quý vị phải hết sạch tham sân si mạn nghi. Đó gọi là phản bổn hoàn nguyên, nghĩa là tâm trí quý vị tựa hồ như trẻ thơ ngây thơ, không tà, không chút lười biếng dễ đãi, không chiếm tiện nghi, cũng chẳng có quan niệm nhân ngã thị phi. Lúc đó thì xưa nay không một vật bụi trần dựa đâu mà dính vào. Người ta nói quý vị một câu là quý vị không vui, không chịu nổi. Đụng một cọng lông của quý vị là quý vị cũng đau đớn tận tim can. Thậm chí bảo quý vị nhổ một sợi tóc để làm lợi cho thiên hạ, quý vị cũng không cam tâm. Có tâm ích kỷ như thế thì không thể tu đạo. Người tu hành phải không có tướng mình, người, chúng sanh hay thọ giả. Cái lậu, chỗ lũng, lớn nhất là dục lậu, lòng dâm dục. Khi có ý dâm dục thì cũng như thường bị giặc cướp tới cấp tài sản bảo vật, cũng giống như gỗ bị mối ăn,
thì gỗ đó trở thành vô dụng. Là cũng như món ăn ngon mà bỏ phân vào khiến cho người ta ối mửa luôn cả ba ngày. Người xuất gia phải thống niệm đau lòng nhớ kỹ tới vấn đề sanh tử mà phát tâm bồ đề. Không thể ăn no rồi chờ chết, rằng một ngày còn làm sư, một ngày còn phải gõ chuông. Làm sư mà có tư tưởng như vậy thì không bảo đảm được chuyện sanh tử của mình. Chúng ta phải quyết làm đến cùng, thật lòng hối cải, phá trừ sắc thái mê tín, tiêu diệt thái độ ích kỷ tự lợi. Tôi xin đem vạn Phật thánh thành cống hiến cho toàn thể nhân loại và tất cả tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới. Trong quý vị ai cũng không nên suốt ngày sầu muộn, chẳng thể dương mày. Việc gì cũng phải nhìn nó một cách nhẹ nhàng, xem như mộng như huyễn. Hãy thảnh thơi điềm đạm xử lý mọi sự. Trên đời mọi việc đều là hư vọng. Chỉ cần quý vị hết lòng tận lực làm tròn bổn phận của mình là đủ. Người ta sanh ra đời đều là để trả nợ, hồi quang phản chiếu, tìm giải đáp nơi bản thân. Hãy xem mình đã sanh ra bao nhiêu niệm lành, bao nhiêu niệm ác, khởi bao nhiêu vọng tưởng. Chưa sanh niệm lành, hãy làm cho nó sanh. Niệm lành đã sanh ra thì làm nó tăng trưởng. Chưa sanh niệm ác thì đừng sanh nó. Đã sanh niệm ác thì hãy diệt nó đi. Không được cẩu thả tùy tiện bừa bãi, khiến lãng phí cuộc đời. Vọng tưởng nào đó dù có giá trị nhưng cũng không thể thực hiện được. Huống chi các vọng tưởng chẳng có chút giá trị nào, đương nhiên là càng không được nghĩ tới. Cho nên đừng nên nghĩ ngợi lăng xăng. Người chân chính dụng công thì lúc nào cũng kiểm thúc chính mình, đi đứng ngồi nằm chẳng hề rời nhà. Ở đời nếu quý vị không vứt bỏ được cái giả thì không thể thành tựu được cái chân thật. Không xả bỏ đặng cái chết vọng tưởng chấp trước thì không đổi được cái sống trí tuệ tự tại. Nếu muốn mình không chết thì phải làm người chết giả. Nghĩa là nếu quý vị tuy sống như xem mình y hệt như người đã chết, không còn tranh giành tham lam, thì quý vị sẽ chân chánh hiểu rõ tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bóng bọt, như sương như điện chớp. Phải quan sát như vậy, tham sân si của mình rất khó dập tắt, khó diệt trừ. Do đó mình càng phải dập tắt và diệt trừ. Nếu nó dễ diệt trừ thì mình đâu có phải phí mất nhiều sức lực như vậy. Bố thí thì phải bố thí tam bảo, không phải là để tam bảo bố thí cho mình. Chúng ta nên biết vọng tưởng là vật cản trở việc tu đạo và chướng ngại sự thành tựu đạo nghiệp. Tiền bạc này bất quá chỉ là một tờ giấy, trên đó in hình ảnh màu mè. Thế mà tờ giấy màu mè ấy đã làm mê hoặc người đời, khiến cho họ quên mất hết nhân nghĩa đạo đức. Đó cũng chỉ là tham mấy tấm giấy này mà cho nó là chân thật. Quý vị thấy như vậy có ngu si lắm không? Sân là nóng giận, cũng là phiền não. Khi có lòng sân giận thì quý vị thấy ai cũng không tốt. Nếu có một người làm lỗi với mình thì bèn nổi giận đối với tất cả mọi người. Thật giống như lấy phiền não làm bữa cơm, ăn một bữa lại tiếp theo một bữa, ăn xong bữa này lại ăn tiếp thêm bữa nữa mà không bao giờ cảm thấy no. Si là tâm ngu dốt, vọng tưởng ngu si. Không được lấy mà cứ lấy, đó là ngu si. Không được ăn mà cứ ăn, đó là ngu si. Không có được mà cứ muốn có, đó là ngu si. Không được làm mà cứ làm, đó là ngu si. Người có đẹp lộng lẫy đến đâu cũng chỉ là bọc da thôi.
người xấu xí tới đâu cũng chỉ là bọc da thôi. Bên ngoài tuy không giống nhau, nhưng bên trong thì một thứ, chẳng có gì đẹp đẽ hay xấu xí. Nếu càng tìm bên trong, càng thấy toàn là máu mủ đờm dãi, nhấp nhua. Xét đến năm tạng thì toàn là phân hôi và nước tiểu. Bên ngoài có đẹp đẽ, mà bên trong thì hôi thối không thể chịu được. Vậy có gì khác biệt? Cho nên mình cần gì phải chấp trước vào cái thân này chứ? Nhưng kẻ ngu si thì chú ý đến vẻ đẹp bên ngoài, chấp trước vào cái tướng đẹp đẽ mỹ miều, rồi ghét bỏ cái tướng xấu xí. Đó chẳng phải là ngu si sao? Người tu chúng ta phải nhớ đừng tham ăn ngon, tham hưởng thụ. Lúc nào mình phải noi gương đạo hạnh của Đức Phật Thích Ca để tự khuyến khích, tự cảnh giác. Bất kỳ lúc nào cũng không được buông lung. Bất luận nam hay nữ khi tu thì phải dứt sạch thất tình. Thất tình là gì? Là vui, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, dục vọng, hỷ nộ, ai cụ, ái ố dục. Nếu bị bảy thứ này khống chế thì quý vị sẽ mất hết định lực. Và khi đụng cảnh, tâm quý vị dao động, không thể tự chủ, không làm chủ được thì điên đảo. Ở trên đời nếu chúng ta làm điều không đúng thì cũng giống như sống ở trong địa ngục vậy. Nếu như làm chuyện không đúng đạo lý, có lòng ích kỷ tự lợi thì là ở tại địa ngục rồi. Cưới vui việc này việc kia, giận chuyện này chuyện nọ, luôn dùng thứ tình cảm như vậy để giải quyết vấn đề thì cũng y như là ở trong địa ngục thôi. Thế nào là điên đảo? Tức cho khổ là vui, cho đúng là sai, đen trắng chẳng phân, chân giả không rõ, cho vô thường là hằng thường. Người tu chúng ta phải thành thật với nhau, khuyến khích lẫn nhau, dạy nhau đi trên con đường quang minh, không thể nuông chiều cái hư vọng hay khúc núp nịnh hót và làm tôi tớ cho người. Biển khổ mênh mông quay đầu là bến, chớ nên ở trong biển khổ chìm xuống nổi lên mà trôi dạt mãi, thế thì chẳng có ngày giải thoát xuất ly. Thân của mình ô uế vô cùng, nhưng tại sao người ta cứ xem nó là bảo bối, rồi trang sức cho nó nào là học xoàn châu báu, lại thoa dầu thơm đánh phấn son. Chẳng phải đó là đem bảo vật hương hoa tới trang điểm cho cái cầu tiểu sao? Chúng ta tu đạo nhất định phải trừ sạch những vọng tưởng về thất tình lục dục và quét dọn cho thật sạch sẽ. Tại sao nói không thể nắm bắt được ta tâm? Vì không thể nắm bắt được tâm quá khứ, không thể nắm bắt được tâm hiện tại và không thể nắm bắt được tâm vị lai. Quá khứ thì đã qua rồi, qua rồi thì còn gì nữa đâu. Không có quá khứ thì ta nghĩ về nó cũng không thể có. Hiện tại thì không dừng trụ, niệm niệm trôi qua niệm niệm thì di động, niệm niệm chẳng hề ngừng nghỉ đi qua. Do đó tâm hiện tại cũng chẳng thể nắm bắt, vị lai thì chưa tới, thì mình nghĩ về nó để làm gì? Cho nên tâm vị lai cũng không thể nắm bắt. Nếu quý vị có thể không nắm bắt ba tâm chẳng sanh bốn tướng chấp trước, vào cái ngã, vào người, vào chúng sanh và vào thọ mạng, thì có thể hợp nhất với tự tánh viên mãn Bồ Đề, quy về chỗ không sợ đất. Khi tu đạo quý vị có tư tưởng ý niệm gì thì sẽ có thứ quỷ đó tương ứng. Do vì quỷ là một thứ âm khí, nên khi quý vị có tư tưởng gì không tốt thì âm khí sẽ tới ngay. Nếu quý vị sửa đổi tư tưởng suy nghĩ, tức ánh sáng dương khí chiếu rọi, thì sẽ có trí huệ.
Tuy rằng chúng ta ai cũng miệng nói khẩu diệu là tìm cầu an vui, nhưng bất hạnh hay càng tìm càng đau khổ.